Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, lừa đảo trực tuyến là vấn đề đã và đang nhận được sự quan tâm của toàn xã hội. Cụ thể, có những hình thức lừa đảo nào đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam? Người dân cần làm gì để tránh sập bẫy lừa đảo của các hình thức này? Là nội dung sẽ được giới thiệu trong tiểu mục Cẩm nang chuyển đổi số. Đến với câu chuyện chuyển đổi số là phản ánh của nhóm phóng viên chương trình về vấn đề phát triển hạ tầng số phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. Trước tiên sẽ là những thông tin cập nhật về tình hình chuyển đổi số. Vừa qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành chỉ thị số 08 CTUBND về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn trực tiếp chỉ đạo công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số trong phạm vi đơn vị địa phương mình. Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh loại bỏ hoặc đề xuất loại bỏ những thủ tục hành chính không cần thiết, hợp lý, hợp pháp, gây khó khăn phiền hà cho cá nhân tổ chức, gây lãng phí cho xã hội nói chung. Đẩy mạnh việc triển khai, thực hiện, tiếp nhận và trả kết quả qua các hình thức khác nhau, trong đó hướng vào việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trực tuyến. Hưng Yên là một trong 26 địa phương trên toàn quốc đã hoàn thành xây dựng chức năng kho quản lý dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân được tích hợp trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, phục vụ kết nối chia sẻ dữ liệu với kho dữ liệu điện tử của tổ chức cá nhân trên cổng dịch vụ công quốc gia và đảm bảo công tác lưu trữ hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức cá nhân, tái sử dụng kết quả thủ tục hành chính và nộp hồ sơ trực tuyến trên cổng dịch vụ công. Theo số liệu thống kê của Bộ, chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên cổng dịch vụ công quốc gia, tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả thực hiện thủ tục hành chính của Hưng Yên đạt 90,43%. Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ký thỏa thuận về việc từ chối dịch vụ đối với khách hàng vi phạm nghĩa vụ thanh toán cước dịch vụ truy cập Internet ADSL FTTH. Theo đó, các doanh nghiệp sẽ cùng thống nhất cam kết từ chối cung cấp dịch vụ cho các khách hàng đăng ký mới dịch vụ truy cập Internet ADSL FTTH khi đã vi phạm nghĩa vụ thanh toán giá cước với một trong các bên. Đồng thời, các bên thống nhất chuyển dữ liệu khách hàng vi phạm của doanh nghiệp mình tới hệ thống lưu trữ và hỗ trợ truy vấn khách hàng vi phạm được đặt tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển mạng và Dịch vụ Cục Viễn thông. Báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, 100% các bộ ngành địa phương đã thiết lập chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số trên cổng thông tin điện tử của cơ quan địa phương. Trên đó, các tuyến bài khai thác và đăng tải phong phú đa dạng về các nội dung liên quan đến chuyển đổi số trong tất cả các ngành, nghề, lĩnh vực. Bên cạnh tuyên truyền chính sách của các bộ ngành về chuyển đổi số, thì các chương trình được xây dựng với định hướng đi sâu vào các giải pháp công nghệ, phục vụ chuyển đổi số doanh nghiệp công nghệ Việt. Đồng thời, tiếp cận nội dung từ góc độ người dân, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ để phục vụ công việc và đời sống. Đến nay, 63 trên 63 tỉnh, thành phố đã thành lập trên 74.000 tổ công nghệ số cộng đồng với 348.000 thành viên. Mỗi tổ có khoảng 4-9 thành viên, trong đó tổ trưởng các tổ dân phố, công an khu vực, đoàn thanh niên và doanh nghiệp công nghệ số là lực lượng nòng cốt. Nhiệm vụ của tổ công nghệ số cộng đồng là tuyên truyền để người dân biết, hiểu và thực hiện 5 nội dung kỹ năng số cơ bản, sử dụng dịch vụ công trực tuyến, mua sắm trực tuyến, thanh toán trực tuyến, tự bảo vệ mình trên không gian mạng, sử dụng nền tảng số khác tùy đặc thù địa phương. Theo các công bố mới đây, phát triển ứng dụng di động có tiềm năng trở thành trụ cột của ngành phần mềm Việt Nam đến tháng 7 năm nay. Với 4,2 tỷ lượt tải của các ứng dụng phát hành bởi các nhà phát triển trong nước, thì Việt Nam đã vươn lên đứng thứ tư toàn cầu về lượt tải ứng dụng trên CS Play của Google. Tốc độ tăng trưởng của ngành ứng dụng di động tại Việt Nam cũng tăng nhanh gấp 2,5 lần so với tốc độ trung bình của các quốc gia khác trên thế giới. Việt Nam cũng có 4 nhà phát triển ứng dụng lọt vào bảng xếp hạng top 50 công ty toàn cầu, có nhiều ứng dụng mới vượt mốc 100.000 lượt tải. Năm 2022, doanh thu từ tính năng mua trực tiếp các ứng dụng do Việt Nam phát triển đã tăng 20%. Thưa quý vị, để chuyển đổi số thành công thì hạ tầng số phải đi trước một bước. Xác định yếu tố hạ tầng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự bền vững của chuyển đổi số. Trong đề án chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu tập trung phát triển hạ tầng số, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu về kết nối và xử lý dữ liệu. Cuối tháng 7 vừa qua, tỉnh Hưng Yên đã chính thức đưa Trung tâm Điều hành Thông minh của tỉnh, hay còn gọi là Trung tâm IOC, vào hoạt động. Trung tâm này thực hiện 3 chức năng là điều hành, giám sát và hỗ trợ chỉ đạo. Trung tâm IOC
giúp các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Ủy ban Nhân dân cấp huyện triển khai hoạt động điều hành, điều phối xử lý các công việc thuộc thẩm quyền quản lý, nhận diện các vấn đề cần quan tâm hoặc các vi phạm trong hoạt động của đời sống. Trung tâm điều hành thông minh IOC được ví như cái bộ não số của tỉnh, với cái khả năng tích hợp dữ liệu và kết nối với các cái phần mềm sẵn có của các sở ngành, các địa phương, cùng với cái phần mềm điều khiển trung tâm sẽ tạo nên được cái nhìn toàn cảnh, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trung tâm ra mắt cũng là một cái dấu ấn mới trong cái công cuộc xây dựng chuyển đổi số. Theo thống kê, đến nay, hệ thống mạng truyền dẫn liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được đầu tư xây dựng với tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 500 km. 100% các tuyến truyền dẫn nội tỉnh sử dụng phương thức truyền dẫn cáp quang. Hệ thống mạng thông tin di động có gần 1.200 vị trí cột thu phát sóng. Các nhà mạng di động đã phủ sóng di động 2G, 3G, 4G đến 100% các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh. Đối với cái dịch vụ di động 2G, theo kế hoạch đến 2025 thì Viettel Hưng Yên sẽ có kế hoạch tắt toàn bộ cái dịch vụ này và sẽ dần chuyển đổi sang cái khách hàng sử dụng dịch vụ 4G và 5G. Hạ tầng viễn thông được đầu tư hiện đại, dịch vụ Internet được mở rộng khắp các địa bàn trên toàn tỉnh. Tỷ lệ người dân sử dụng Internet đạt 78%, tỷ lệ hộ gia đình có kết nối băng rộng, cố định đạt 71%. 100% cơ quan, đơn vị hành chính của tỉnh Hưng Yên có hệ thống mạng nội bộ kết nối Internet băng thông rộng, đường truyền dữ liệu chuyên dùng. Chúng tôi tăng cường cái cơ sở vật chất, trang bị máy scan và máy tính cho các cái bộ phận một cửa của các xã. Thế và có bộ phận chuyên hướng dẫn người dân để cài đặt phần mềm cũng như là vào cái dịch vụ công trực tuyến 34 khi đến là thủ tục. Hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh hiện nay cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu kết nối, sử dụng dữ liệu của chính quyền, người dân trên địa bàn tỉnh. Ngoài yếu tố hạ tầng thì cái quyết định việc chuyển đổi số phải là ý thức con người. Hạ tầng về thông tin thì chúng ta không kém gì cả, thậm chí có đầu tư tốt hơn. Mà cần bao nhiêu tỉnh đầu tư cái đó, cái cơ bản nhất là cái ý thức. Bởi vì tất cả vẫn là con người, ta có cái hạ tầng ổn định rồi. Nhưng mà quan trọng nhất là con người, là chúng ta có tác nghiệp không, cái số liệu của ngành mình không, của đơn vị mình không, vào trong hệ thống dùng chung không, thì lúc đó chuyển đổi số mới tác dụng. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển hạ tầng số, cần khuyến khích mọi thành phần kinh tế cùng tham gia xây dựng, phát triển, khai thác hạ tầng bưu chính viễn thông và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông để phục vụ tốt nhất cho mục tiêu chuyển đổi số của tỉnh. Lừa đảo trực tuyến là vấn đề đã và đang nhận được nhiều sự quan tâm của toàn xã hội. Các đối tượng xấu lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao. Trong đó có 3 nhóm lừa đảo chính: giả mạo thương hiệu, chiếm đoạt tài khoản và các hình thức kết hợp khác. Với 24 hình thức lừa đảo đang diễn ra trên không gian mạng Việt Nam, trong tiểu mục Cẩm nang chuyển đổi số, chúng tôi sẽ giới thiệu một số hình thức lừa đảo trực tuyến phổ biến hiện nay. Lừa đảo combo du lịch giá rẻ. Với dấu hiệu nhận diện, 1. Đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ trên mạng Internet và mạng xã hội và đề nghị nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để đặt cọc tour du lịch, phòng khách sạn, từ đó chiếm đoạt số tiền đặt cọc. 2. Đăng bài viết quảng cáo dịch vụ làm thị thực du lịch nước ngoài, cam kết tỷ lệ thành công cao, hoàn trả 100% số tiền nếu không xin được visa. Sau khi nạn nhân chuyển khoản, thanh toán chi phí hoặc một phần chi phí, các đối tượng sẽ để nạn nhân tự khai thông tin tờ khai, hoàn thiện hồ sơ. Sau đó, lấy lý do nạn nhân khai thông tin bị thiếu và không trả lại tiền. 3. Làm giả website fanpage của công ty du lịch uy tín, làm giả ảnh chụp biên lai, hóa đơn thanh toán và đề nghị nạn nhân chuyển khoản thanh toán chi phí tour du lịch. Sau khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán dịch vụ du lịch, các đối tượng sẽ chặn liên lạc và xóa mọi dấu vết. 4. Làm giả chiếm đoạt tài khoản của người dùng mạng xã hội, liên lạc với người thân trong danh sách bạn bè cho biết đang bị mắc kẹt khi du lịch tại nước ngoài và cần một khoản tiền ngay lập tức. 5. Các đối tượng mạo danh đại lý bán vé máy bay, tự tạo ra các website, trang mạng xã hội, sau đó quảng cáo với các mức giá rất hấp dẫn để thu hút khách hàng. Nếu khách hàng liên hệ, các đối tượng sẽ đặt chỗ vé máy bay, gửi mã đặt chỗ để làm tin và yêu cầu khách hàng thanh toán. Sau khi nhận thanh toán, các đối tượng không xuất ra vé máy bay và ngắt liên lạc. Do mã đặt chỗ chưa được xuất ra vé máy bay nên sẽ tự hủy sau một thời gian và khách hàng chỉ biết được việc này khi đến sân bay.
Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục Hưng Yên chuyển đổi số ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Cảm ơn sự đồng hành của Viettel Hưng Yên. Quý vị có thể xem lại chương trình trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.